Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tại khu vực Hà Nội, thời tiết ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, trời rét, độ ẩm 30-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ. Chất lượng không khí ngày hôm nay ở mức có hại cho sức khỏe. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, thời tiết ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, độ ẩm 32-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 4-7 độ, có nơi dưới 2 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, thời tiết ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, độ ẩm 30-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, có nơi trên 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Tại khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 9-12 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ. Phía Nam 12-15 độ, có nơi trên 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ. Tại khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi. Phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời rét, độ ẩm 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, phía Nam 26-29 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2-3, đêm và sáng trời rét, độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ. Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, độ ẩm 52-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Tại khu vực thành phố Đà Nẵng, thời tiết chủ đạo mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 26 độ C, gió bắc tây bắc ở tốc độ 10-15 km/h, khả năng có mưa 40%, độ ẩm 80%. Tại khu vực thành phố Hải Phòng, thời tiết chủ đạo phần nào có mây, nhiệt độ cao 24 độ C, gió bắc đông bắc ở tốc độ 10-15 km/h, độ ẩm 74%. Tại khu vực thành phố Nha Trang, thời tiết chủ đạo phần nào có mây, nhiệt độ cao 29 độ C, gió bắc ở tốc độ 10-15 km/h, độ ẩm 74%. Tại khu vực thành phố Nghệ An, thời tiết chủ đạo mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 22 độ C, gió bắc ở tốc độ 10-15 km/h, khả năng có mưa 40%, độ ẩm 86%. Tại khu vực thành phố Gia Lai, thời tiết chủ đạo chủ yếu trời trong, nhiệt độ cao 31 độ C, gió đông đông bắc ở tốc độ 10-15 km/h, độ ẩm 60%. Tại khu vực thành phố Sơn La, thời tiết chủ đạo dông bão vào buổi sáng, nhiệt độ cao 22 độ C, gió bắc và có thể thay đổi, khả năng có mưa 50%, độ ẩm 84%. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết chủ đạo chủ yếu trời trong, cao 33 độ C, gió B chuyển thành N ở tốc độ 15-25 km/h, độ ẩm 64%. Chất lượng không khí ngày hôm nay ở mức có hại cho sức khỏe. Tin dự báo thời tiết đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.